Khi các bạn đặt một đơn hàng cho khách hàng đi nhận hàng thì cái này gọi là cái mã số đơn hàng. Cái điều này rất là giúp cho người tổng hợp đơn hàng rất là dễ dàng. Các bạn vào đơn hàng, các bạn chỉ ghi lại ngày hôm nay là ngày 25 chẳng hạn, 25/4/2011, đặt bốn sản phẩm gì đó của bạn, tổng đơn hàng bao nhiêu đó, tổng giá trị bao nhiêu đó, thì lúc này nó sẽ rất là tốn thời gian vì trong một ngày sẽ có rất là nhiều đơn hàng đặt cho Walmart, sẽ rất là khó khi tìm. Nhưng khi các bạn nhớ được cái số này nè, các bạn khi mà hoàn tất đơn hàng thì chắc chắn sẽ có cái này. Ví dụ các bạn trong lúc mà đặt hàng á, sẽ có những cái lúc mà thông tin của người đặt hàng nó sẽ có cái dòng email, nếu các bạn nhập email của mình vô thì lúc mà hoàn tất đơn hàng thì Walmart sẽ gửi cho bạn một cái email thông báo là cảm ơn bạn đã đặt hàng cho Walmart, và chắc chắn trong cái email đó nó sẽ có cái số này. Các bạn nên ghi lại cái số này, hoặc trong quá trình đặt hàng nó cũng thể hiện cái số này trong quá trình đặt hàng. Thì các bạn nên nhớ cái số này, nó giúp cho việc mà tìm lại đơn hàng rất là nhanh. Các bạn nhập vô search là ra trong phần mềm.